và tổng sàn là 58 m2. Vì có thêm ban công lối ra, nhà có cầu thang đúc, ban công đúc, phòng ngủ trên phía sau thì có thêm cửa sổ thông thoáng và nhà khá là sạch sẽ rồi nha anh chị. Đúc bê tông lưới thép một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, hướng tây bắc, tây tứ trạch. Giá chủ đang ra là 2 tỷ 75, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay bằng cách gõ từ khóa Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay hoặc là Người Sài Gòn để mà xem thêm cho mình và gia đình những căn nhà khác trong danh sách phát nhà dưới Ba Tử. Thân ái chào tạm biệt quý vị và mời quý vị xem tiếp căn nhà có cùng phân khúc. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay để xem một căn nhà diện tích rất là chuẩn để mà dễ bố trí 5x5, tọa lạc tại khu City Land Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Nói về vị trí thì căn này, nhà này cách cà phê Du Miên 200m, gần ngã tư Phan Văn Trị và Nguyễn Oanh. Tiện đi qua băng qua hẻm, con hẻm thông giữa Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng để ra Lotte thì chỉ có khoảng 700-800m mà thôi. Buổi tối ăn cơm xong có thể đi dạo vào, đi bộ vào khu công viên nhạc nước của Lotte sầm uất. Nhà có hướng bắc và tọa lạc trên con hẻm 3m thông, sạch đẹp, an ninh, dân trí cao. Ngoài ra thì căn nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, hẻm đã an ninh mà phía sau lưng lại có view của hồ bơi của khu phường 10. Hồ bơi này là hồ bơi tọa lạc trên con hẻm thông giữa Phan Văn Trị và Quang Trung. Tiện đi ra, nếu phụ huynh có con em học trường Quang Trung hoặc phòng công chứng Cẩm Thủy thì đi ra đó chỉ có 700m thôi, theo hướng ngược lại phía sau lưng nhà. Nhà có gia chủ đang rao là 2 tỷ 75, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Quý vị cũng đừng quên Zalo Vũ 0906943839 để trao đổi thêm thông tin chi tiết căn nhà hoặc là đăng ký kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay, bấm chuông nhận thông báo để luôn luôn được cập nhật các cái căn nhà tại Gò Vấp, nhà giá rẻ Gò Vấp, nhà đẹp Gò Vấp, đặc biệt nhà dưới 4 tỷ. Cảm ơn và thân ái chào tạm biệt quý vị, mời quý vị tiếp tục xem phim.